quân đông, ông tứ quân đông nó mới phát triển nhanh như thế này. Vâng, chào tất cả mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh của Thông. Chúc mọi người tràn đầy sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống nhé. Và chiều hôm nay thì Thông cũng xem cái tổ ong này đấy nha các bạn. Cái tổ ong này thì Thông cũng đã nuôi được hơn một tháng này. Đấy. Thì ông thừa đi lấy mật và lấy phân hóa về rất là đông. Mà xem như tổ ong này có vẻ như là rất là hung dữ các bạn ạ. Bây giờ Thông sẽ mở xuống, mở dây đưa xuống để xem kết quả nhé. Đây, treo trên cây bưởi này đây. Các bạn đang theo dõi video thì cho Thông xin một like ủng hộ Thông nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều nhé. Rồi, mình đã mang xuống, bây giờ mình sẽ mở nắp thùng đá nhé. Cái nắp ra đi. Lúc trước thì đứa em nó sẽ đã xem. Đã xem và nó đã thấy cũng được nhá. Còn mình thì chưa xem nhá. Rồi. Để vậy luôn. Wow. Cực khủng nhá. Nhưng mà mật rất ít. Nhưng mà đã có lô tổ cũng được. Để có lô tổ cũng được nha các bạn. Để cắt cái lô tổ cũng được thì đưa về chào ăn luôn nhá. Ủa, bên này còn có ông được luôn. Bởi lý do là mình không láo thêm câu cho nó các bạn. Mình không lo láo thêm câu cho nó, cho nên nó làm lô tổ cũng được để có ý tách đàn nhá. Lấy dao ngửa cái nắp nó lại đây, lấy dao thải trong đây này, cắt ra này. Dạ. Cái này thì đây là 6 câu nha các bạn, 6 câu, nhưng mà tại vì mình không ghép bánh tổ nên cho nên nó làm cũng không thẳng lắm nhá. Không, để vậy cắt ngang đây này, cắt lại cái miếng này ra này. Chưa cắt lại cái miếng này, một tay đờ để cắt lại cái miếng này ra đây. Đây này. Đây là đây em cắt cái hình nồi mũi tương này này. Rồi đờ đi, đờ dưới đi. Bây giờ hơn một tháng các bạn ạ. Trời, hơn một tháng mà mật khủng này. Đấy, được quá trời luôn. Coi có cái mùi chuỗi nào ngon ngon thế, cật một cái để đưa về. Để về thái vô tổ nha. Luôn hai cái báo đi cắt mật vào vốn. Đây này. Đặt đây. Đây, chấp nhận phải cắt đít cái tương đi hả? Không. Đây hân luôn sang cái câu bên đi đấy. Không. Cứ cắt ngang đi cái đó này, đưa dưới đây này. Rồi, lấy câu này ra đi. Được. Rồi. Đưa tay vô đi mà. À không được. Dính dây kèm. Xếp lực luôn các bạn ạ. Này. Mật khủng nhá. Xếp lực luôn. Không. À, cầm miệng nữa. Lấy nửa này đã. Lấy nửa này đã. Mật quá trời đây. Ôi. Cắt những cái vỏ, cắt thì cả đi dọc luôn, đi tới nữa.
lật ngừa ra đi. Nếu mà tí câu tớ mất đấy. Lập xịt đó. Tớ nữa, tớ định đi tớ nữa. Thì lại tha răng đề ra chân ra được. Trời, có từng mất à. Mất khủng. Mới hơn một tháng nha các bạn. Chắc tầm khoảng gần 40 ngày á. 40 ngày mà mất như thế này đây. Núi tự nhiên, hoàn toàn núi tự nhiên nhá. Được mà để không là, không láo câu, không gặp bánh tù nhá. Ừ, có mình cháu con này nó lặng cháu lặng ha. Quá trời luôn. Tùy theo tổ nha các bạn. Tổ này là quần đóng. Ông tớ quần đóng nó mới phát triển nhanh như thế này. Quá khủng. Tổ bỏ bóng bồn đẹp đẹp đấy. Đi bò đi luôn hả? Không, cái miệng nó không được nên lại nào đi. Cắt cái phát không được thì đi bò đi. Rồi thế này. Thôi là lấy dây á. Thì là lấy dây nẹo lên. Để riêng một qua một bên. Làm như thế lọc là chưa đi cũng được. Lọc cắt mật đây đã. Cắt mật bỏ vô túi bóng nè. Lấy hết lưới. Lấy hết luôn. À chưa đi cũng ra được một thú này. Dám ăn đủ cống ra được này. Mở đi ra được không? Bên này mở được không? Rồi, được. Đây được, được. Rồi. Một tay đưa chị ạ. Rồi, thay báo ra. Mà đi kèm được rồi. Đứng lên. Để lên cái câu ạ. Đây. Khoan đã, lấy cái cành đi bỏ vào đây, đừng em ăn rớn, hứ bánh tổ đi. Rồi, để đây. Bắt con đi như thế này đấy. Lấy tay đi cầy to lên hắn nữa. Ờ, thế lấy cái ghế ra đi. Lấy cái ghế ra thử đi. Thế lấy ba cái này lên. Bi đi kê chứ. Bi gãy một bi một cái nhá, để cho bánh tổ cho nó. Nó thẳng thì nó mà ghẹp lên chứ. Quá. Wow. Mật cụ quá trời mật cụ này. Kế nữa. Đứng lên. Dây thở. Cầm như cái dây kèm đã. Chốc. Gạt quần chữ này. Cái ghế để đó. Để đừng cắt. Để tí này. Để dặn. Để chư là dặn cho nở. À có cái mù chuột. Đây rồi, à chữ bịt nắp. Có cái mùi chuỗ này các bạn, chữ bịt nắp nhé. Thường là bịt nắp thì lấy cái mùi chuỗ về thấy con ông chuỗ ở nhà nhé các bạn. Thấy con ông chuỗ có thùng khác nhé. Ôi, phụ quá. Làm cái giấy tìm. Được rồi. Gạt quần luôn. Gạt quần luôn. Lấy cái bọc khác bỏ cái miếng không được thì vô đặt thì là đứa về để sao đến này. Một bọc nữa, cái này có một bọc nữa mà. Ba bọc mà. Không, ba bọc mà. Các bạn xem này. Ba miếng nóng nó mới khủng nha các bạn. Này. Dính nhau luôn. Bây giờ phải nướng ba cái này lên. Quá khủng. Làm hôm nay đây tháng mới mí. Được cả trăm nữa này. Được cái dịch này đã nghén lúc này. Không. Ừ, bỏ lô tô cũng được thôi. Còn cái kia thì bỏ lại nhá. Con miệng mật ít nó cũng trừ lại cho nó luôn. Nhất thiết phải lấy hết đó, để cho nó ăn này chứ. Đây con miệng mật đây này này. Là vì nguyên nhân là vì nó làm mủ chuỗi nhiều như vậy là vì mình không láo thêm câu cho nó nha các bạn.
và đó cũng là một cách mình ép để cho ông thờ làm mù chủ nhiều nhá. Nếu mà mình muốn ép tụi ông làm nhiều mù chủ thì mình cũng làm cách như vậy cũng được nha các bạn. Khủng quá. Hôm nay đưa ra hai cái bọc xanh với một cái bọc màu hồng. À. Ở đây đây. À, đây đứng có cái thạch đây luôn á, thì được. Đây thằng đi đi nó mặc thương. Bốn anh em lấy một thùng ống luôn các bạn ạ. Bốn người luôn nhá. Đây. Còn cái này nữa. Này mới khủng nha các bạn. Kế nó. Đây hai cái bánh tổ mật khủng đấy nhá. Này. Nhiều ạ. Tổ này chắc phải cả lít ạ. Cái nào được ra thì bỏ vô đi, cái này được chưa? Cắt. Đặt cái này vô lại đi. Để cho nó làm tự nhiên vậy luôn các bạn ạ. Tới bờ 6 mới lấy mà tiếp. Giờ cũng không có giấy chạc chứ để mà ghép bánh tổ lại cho nó thẳng hết. Cho nên là quyết định để vậy luôn đi. Đầy cho nó lụm vô tư nữa. Cái này phải làm vậy không đó. Đầy cái cây chan vô lụm vô tư được chứ. Không, cũng được, để lại. Việt Nam nó làm trong cái lâm ra. Nó làm sao thì để vậy đi. Đó. Đúng rồi đó. Kiểu của nó như vậy đó. Nó sẽ chảy lên. Hắn cái lô tổ cũng được ra đấy. Để mù chủ ra đấy. Ở đó được rồi. Rồi được rồi. À, cái miếng này nằm trong cung. Mình từ lại cho nó một miếng mật các bạn ạ. Đây. Từ lại một miếng mật nhé. Để cho nó ăn và tỷ lệ nó ở lại vẫn cao nhé. Vì vánh. Cái này lần đâu thế nào mà chứ. Cái này cũng lần đâu nằm trong mà. Vì vánh thôi. Rồi. Đọc. Chặt cứng luôn. Con cá mái là một đỉnh như 7 lít rồi đây. Rồi, để khai thác xong toàn 6 câu. Bây giờ câu này vừa rắm vừa rồi thôi. Lấy hai cái chen, bè hai cái que chen hai bên. Không gọi là cái này nó sập này, chen hai cái hai bên. Mật đâu? Tổ bánh tổ chứ, mật đấy chứ. Mật đấy à? Sang đi bỏ cả phân hóa vào đây nữa. Không, hư mật đi chứ. Ừ, đây này. Đây. Các bạn này. Đó. Cái này tầm khoảng, bọc này tầm khoảng 2 cân nhá. 2 cân. Và ra là khoảng 1 lít hơn 1 lít các bạn này. Khủng nhá. Đó. Có 6 câu thôi nhá các bạn. 6 câu tầm khoảng hơn 1 lít mật. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Thống nhá. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Thống vậy nhá các bạn. Và cũng đừng quên nhấn chuông để theo dõi những video mới hơn. Chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.